Chị Bích Lệ, chị gái Việt Quang cho biết anh qua đời trong vòng tay người thân. Trước khi mất khoảng 4 ngày, anh đau đầu, hôn mê, không thể tiếp tục uống thuốc, bỏ ăn. Ca sĩ sống cùng mẹ già tại nhà ở quận 3, được các chị em gái thay phiên nhau chăm sóc khi anh bệnh. Mong mỏi ngày tháng cuối đời của anh luôn là được sớm khỏi bệnh, dịch ổn định để có thể đi hát trở lại. Tang lễ sẽ được tổ chức đơn giản do tình hình Covid-19. Chị ca sĩ nói, trước khi đổ bệnh, Quang thu âm bài Hoa Tâm và khoe với gia đình, dự định phát hành nhưng chưa kịp ra mắt. Quang hát bài này với giọng rất buồn, tôi không thể kìm được nước mắt khi nghe lại. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp bày tỏ thương tiếc trước tin buồn. Diễn viên Kim Khánh viết trên trang cá nhân, ánh sáng trong đêm của những vì sao lấp lánh đã đưa ca sĩ Việt Quang bay về cõi thiên đường. Những tâm hồn yêu âm nhạc, bạn bè và chị sẽ mãi nhớ giọng hát, tiếng cười và hình ảnh cuộc hành trình ngắn ngủi trên trái đất này của tình phiêu lãng và trái tim yêu đời mang tên Việt Quang. Từ Mỹ, ca sĩ Quang Thành, đàn anh thân thiết, cho biết bàng hoàng khi hay tin. 2 tuần trước, Quang Thành nhắn tin lần cuối với đàn em, lúc đó, Việt Quang còn động viên anh đừng quá lo lắng. Bắn đi, điện thoại Quang tắt nên tôi không liên lạc nữa. Tôi cứ nghĩ em sợ làm phiền đồng nghiệp, bạn bè vì ai cũng đang trong hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh, Quang Thành nói. Thân thiết hơn 20 năm, với Quang Thành, Việt Quang là một nghệ sĩ giàu nghị lực, luôn phấn đấu trong nghề, dù gặp nhiều biến cố vẫn nỗ lực vượt qua. Cuối tháng 4, Việt Quang nhập viện bệnh nhiệt đới để chữa viêm phổi, thường sốt cao và mê sảng. Nhiều khán giả, bạn bè đồng nghiệp lo lắng và kêu gọi quyên góp nhưng gia đình ca sĩ từ chối vì có khả năng tự lo. Đến ngày 14 tháng 6, anh được bác sĩ cho xuất viện. Tuy vậy, bệnh viện bị phong tỏa vì có ca Covid-19 nên anh ở lại cách ly tại chỗ. Đầu tháng 7, anh xuất viện về nhà. Việt Quang sinh năm 1977, là ca sĩ nổi tiếng ở thập niên 2000. Anh là cái tên quen thuộc với khán giả yêu nhạc trẻ với các bản hit như Tình ơi, Về đây, Tình anh. Trong chương trình Vang bóng một thời phát sóng đầu năm ngoái, Việt Quang tâm sự về nhiều biến cố. Anh từng có thu nhập tốt nhờ kinh doanh bất động sản. Năm 2007, thị trường đóng băng, rớt giá liên tục khiến anh rơi vào cảnh túng quẫn, nhà cửa, đất đai bị siết nợ. Khi ấy, Việt Quang còn mất giọng hát, sang Canada sinh sống. Anh không đi khám vì sợ mọi người chê cười. Sau khi phục hồi giọng hát được khoảng 80%, anh trở lại biểu diễn trong nước lần đầu năm 2012. Tuy nhiên, ca sĩ cho rằng không thể trở lại phong độ như xưa do thị hiếu của khán giả thay đổi nhiều. Vài năm trở lại đây, anh vẫn đi biểu diễn cho bớt nhớ nghề.